Rồi chào bạn ha. Hôm nay chia sẻ với bạn là cái mình bứng cái mai này nha các bạn. Bứng cái mai này trước khi bứng thì cắt trước. Cắt trước rồi mới bứng. Thì bứng đem đi thì cắt theo kiểu đem đi. Mai này gốc cũng lớn. Mà con độ cái mai này là gãy lắm đó. Cao quá. Bứng rồi chết hả? À, ba đâu vậy? Ba có đeo búa không? Không có, tính không có gì đâu. Tính hạ cái vừa chú Sáu mà thôi. Mà hạ ở chỗ có gì ăn không? Thôi bả ơi. Thôi bả ơi. Sẵn dàn quay phim nè. Thôi. Bây giờ mình chia sẻ với bạn là mình cắt cái mai này. Chuẩn bị bứng về qua bên kia nha bạn. Mai này nó trồng giữa hai cây cao này nè. Nó cái mai trồng trước, hai cao trồng sau. Cao lớn lên, giờ mai nó bị bó rễ. Nó chậm lớn. Giờ mình sẽ cắt. Thôi bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn mình cắt cái mai này các bạn. Cắt theo kiểu là bứng đi, không có chờ nhánh. Mai này nó gốc nó cũng cứng rồi nè. Gốc nó cũng cứng rồi. Mai bứng là quạng chết á, khó bứng lắm á. Mai chỗ này nè, tại nó đường gãy hết trơn à. Bà có nói gì không? Gọi là con bé. Nấu ăn hả? Mẹ đi nào canh. Không tình chú Sáu cho. Tiếu à. Mình cho Mai tiếu. Ngoài đồng còn lắm mà. Bây giờ mấy cái mai bèo đi trước hả? Sao vậy?
với mày thôi. Thì em đi lấy chồng mai này. Mai này rất là khó bứng nha bạn, rất là khó bứng. Tại nên nằm giữa hai cây cao rễ quá trời đương luôn. Rồi, bao giờ tới thì dùng cái kéo này. Dùng cái kéo này là mình nhấp. Rồi, mình đã cắt gọn nha các bạn. Đây, cây mai nó gốc này. Gốc này cũng lớn hơn gốc đai của mình. Vài bữa nữa, hay là chút nữa ba mình bứng cây mai này. Rồi về đi. Mà mình nghĩ cây mai này bứng chắc khó dính cái nguyên cái dày đất lắm, tại vì dưới đây là cát. Trồng trên cát nha bạn, cát có lẫn đất. Tại vì lúc này lúc trước là cái hầm mình thổi cát vô đây nên là cát thì cái độ bám rễ của nó không có tốt bằng đất nên là nó sẽ rã rất là nhiều. Với hai nữa rễ cao nó bám nè, mình nghĩ cái mai là bứng nó dính đất rất là khó. Đợt nãy ba mình bứng cái mai bên kia nó bị dính cát, dính vô rễ cao rồi nó rã hết trơn luôn, nó không có dính nhiều, trồng khó sống lắm.
Mai là bướm thì cũng im gốc, mai gốc cả to nè. Còn cái mai cái gốc nó bự như kìa. Thôi mình kết thúc video tại đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Khi nào mình có tiếp theo mấy cái video mới về mai hay là cuộc sống dân dã thôn quê rồi mình quay chia sẻ các bạn xem các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video mình nha.